Ngày 26 tháng 9, Thành ủy Cần Thơ tổ chức hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ thành phố mở rộng sơ kết công tác 9 tháng năm 2024, triển khai nhiệm vụ quý 4 năm 2024. Tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Nguyễn Văn Hiếu yêu cầu thời gian tới, Thành ủy và cấp ủy các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai công tác tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Ông đề nghị đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành sớm các nội dung kiểm tra, giám sát theo kế hoạch đề ra, làm sao trong tháng 10 và 11 các đoàn kiểm tra giám sát phải ra các kết luận, tiếp tục kiện toàn xong một số chức danh lãnh đạo của thành phố và quận huyện và sở ngành trong quý 4. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với Ban Kinh tế Trung ương và các ban, ngành Trung ương trong việc sơ kết, việc thực hiện các nghị quyết của Trung ương về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ. Về nội dung này, Bí thư Thành ủy Cần Thơ đề nghị nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, chính sách đột phá phù hợp với thực tiễn, đảm bảo tính khả thi, tạo động lực mới để thành phố phát triển mạnh mẽ hơn. Trong đó có sơ kết 5 năm thực hiện nghị quyết 59 của Bộ Chính trị và nghị quyết 45 của Quốc hội, xin điều chỉnh bổ sung trong thời gian tới. Ông cũng yêu cầu tập trung các nhiệm vụ phát triển kinh tế, đảm bảo chính sách an sinh xã hội cho nhân dân. Trong đó cần tập trung một số nhiệm vụ về phát triển kinh tế xã hội theo nghị quyết của Đảng bộ thành phố đầu năm. Chú ý một số chỉ tiêu như tốc độ tăng trưởng kinh tế, GRDP, thu nhập bình quân đầu người, huy động vốn đầu tư xã hội và giải ngân đầu tư công.